Hello, kính thưa cả nhà, hôm nay Nguyễn Đức Long đến nhà cô nghệ sĩ Trang Thanh Xuân. Được rồi, để anh giới thiệu được rồi. Đây là một nghệ sĩ Trang Thanh Xuân. Cô năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà cô có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tại vì hiện nay là cô cũng không có chồng, có con cô ha. Cô ở có một mình. Với một người em gái nữa cũng là nghệ sĩ. Cô em gái của cô là nghệ sĩ gì cô? Nghệ sĩ Thanh Đào. Nếu như mà nói về tầng lớp nghệ sĩ xưa đó thì nhiều người biết đến cô Trang Thanh Xuân và nghệ sĩ Thanh Đào là hai chị em. Và cô Thanh Xuân, Trang Thanh Xuân ngày xưa cô cũng từng đóng rất là nhiều cái vai chánh, đào chánh trong những cái vở tuồng. Ví dụ như những hồi đó là cô hát những cái vai gì, cô có nhớ giờ cô kể lại cho khán giả nghe thử được không cô? Con đầu tiên là cô còn đi học với thầy cô mở cái khẩu trang ra đi. Con đi thiếu nhi qua thế hệ. Truyền hình á. Rồi sau là con đi đoàn Thái Dương, Thành Được, Phượng Liên. Rồi tới là con đi Thái Dương, Úc Trợ. Đóng giùm cửa lại bên kia ổn. Đóng cửa lại. Úc Trợ Ông, Ngọc Bích. Rồi đi hơn là Thảo, Phương Bình. Thì đi đầu tiên là cô đóng hiền, chị Bạch Lê đóng chánh anh Phương Bình. Rồi chị Bạch Lê đi cái vài tháng, chị Bạch Lê nghỉ, chị cô lên đóng chánh anh Phương Bình luôn. Cô hát chánh với anh Phương Bình luôn, chú Phương Bình luôn. Rồi năm 7, 7, 7, 2 đó. Thì đòi Việt Nam Minh Dương cô khi về. Khi cô về là đoàn Việt Nam Minh Dương thì là Thanh Dương thì đóng với chị Phượng Liên, cô thì đóng với anh Phương Thanh, có chú Bảy Danh Trung. Thì chị Liên cái đi thời gian là chị nghỉ, thì chị Ba Thanh Nga về thế chỗ chị Liên, thì chị Ba cũng đi có mấy tháng chị Ba nghỉ, thì cô lên hát chánh với Minh Dương luôn tới ngày năm 75 giải phóng, cô cũng còn ở với đoàn Minh Dương. Rồi sau giải phóng thì cô đi sông Bé. Sông Bé có bầu vớ thì hát với Minh Tâm, Vũ Linh, Giang Châu. Thì thưa với quý vị, đó là cái quá trình hoạt động nghệ thuật của cô mà cô vừa kể xong. Thì hôm nay Nguyễn Đức Long cũng đến nhà, trước hết là thăm nhà đầu năm cô. Và thứ hai nữa, với mang khi đi thì cũng mang theo một cái món quà tinh thần rất là nhỏ nhỏ, là bao gạo 20kg với lại một cái phong bì, thì 1 triệu Việt Nam đồng. Con xin gửi cô cái lọc đầu năm thôi, với cái của thì ít nhưng mà lòng nhiều. Con gửi đến cô, cũng mong cô coi như rằng là năm mới bình an và có nhiều sức khỏe để tiếp tục mà vật lộn với cái cuộc sống này và mưu sinh với cuộc sống này. Tại vì thấy cô thì tuổi già sức yếu nhưng mà cũng không có nơi nương tựa và vỏn vẹn ở trong một cái căn phòng. Mà thưa quý vị, để Long quay sơ cái căn phòng cho quý vị xem. Đây cái căn phòng. Thưa quý vị, đây là cái cửa này, cái cửa mà cũng phải tận dụng treo quần áo. Còn đây là cái giường của người em gái, là cô em gái của cô Xuân ngủ đây, nhưng mà hôm nay cô em gái đã nhập viện rồi, đi ở bệnh viện rồi, thành không có ở nhà. Và đây là cái toilet này, có chút xíu vậy đây quý vị. Còn đây là cái đồ chỗ để cái đầu giường của cô, cũng giống như cô ngồi đây, là cái giường nhỏ bé như thế này. Đó, quý vị thấy không? Đó, từ cái giường bên này qua cái giường bên này khoảng cách chỉ mỗi thì có cái bàn dọn ăn như thế này thì khoảng cách chừng cỡ 3-40 phân à. Bên này 30, bên này 40. Đó, là 70. Thì quý vị thấy không? Cái bề ngang của cái phòng chỉ có là cho 2 mét à. Chiều dài cho nó 2 mét rưỡi. Đó, thì cỡ 5-6 mét vuông quý vị. Thành ra thấy rất là bề bộn. Nhưng mà vì hoàn cảnh thôi quý vị ơi, ai cũng muốn là nhà đẹp, nhà cao cửa rộng đúng không? Thì đó, quý vị thấy cái hoàn cảnh là vậy đó, thành ra rất là đáng thương. Nếu quý vị xem qua cái đoạn video clip này, nếu ai mà có thương những người nghệ sĩ mà đến tuổi già họ như thế này á, thì cô có thể cho cái số điện thoại cô đọc lên đây luôn. Rồi ai thương á thì có thể là đến tận nơi cứ liên lạc tại với cô Xuân,
À, cứ liên lạc thẳng với cô Xuân, rồi nếu có tấm lòng hỗ trợ gì đó thì xin mọi người giúp đỡ cho cô, hoàn cảnh rất khó khăn. Cô em gái của cô cũng là một nghệ sĩ, nhưng mà hiện nay thì đang bệnh gì cô hả? Chưa tỉnh. À, thở máy à, trong bệnh viện điều dưỡng mà chưa tỉnh. Nhưng mà cái bệnh gì cô biết không con? Thì đầu á, là nó đi tiểu mà được xin người, nó làm mệt lên rồi đưa cho nó cấp cứu. À, là cái bệnh gì mà tiểu không được rồi sưng người hết lên rồi bắt đầu mới đưa vô trong đó để cấp cứu, nhưng mà hiện nay vẫn thở oxy, thở máy nhưng mà chưa có tỉnh. Thời gian bao lâu rồi mà chưa tỉnh cô? Bữa 7 tây tháng rồi, hình như tháng rồi tháng mấy? Giờ tháng rồi tháng 1, tháng 2. Bảy tay là bữa nay là bảy tay tháng 1, như vậy là hơn 1 tháng rồi. Bữa nay là 13 tay. À 14 tay. Chà, như vậy là 1 tháng mấy ngày rồi nhưng mà vẫn chưa tỉnh hả cô ha? Nhưng mà nghe bác sĩ nói sao cô? Có bác sĩ nói cũng đỡ thở vậy thôi. Dạ. Không có gì nữa. Chà, như vậy thì cô đọc cái số điện thoại của cô đi, cái con cô ghi ra cái số điện thoại của cô đi, hay cái ấy đi con đọc lên cho khán giả biết đâu rồi có nhiều vị khán giả thì họ thương, họ điện thoại trực tiếp cho cô ha. Cô đọc đi, con ghi vô đây con đọc cho nó rõ. 036 704 86 32. À, thưa quý vị, số điện thoại của cô Xuân là 036 704 8632. Nguyễn Đức Long đọc thêm một lần nữa nha quý vị, 036 704 8632. Đó là số của cô Xuân. Thành ra nếu như quý vị ai có tấm lòng Bồ Tát, muốn chia sẻ cái tình yêu thương của mình để lan tỏa đến cô Xuân, dù của ít lòng nhiều, chúng ta hãy nhớ liên lạc cái số đó. Sau này Long sẽ đưa cái số điện thoại của cô Xuân lên, rồi quý vị liên lạc trực tiếp với cô Xuân nha. À, ở đây Long không có phải giống như người khác mà để đi kêu gọi từ thiện là về cái số điện thoại của Long hay là số tài khoản của Long. Nhưng mà khi quý vị, cô có cái số tài khoản không? Cô đưa lên đây luôn cho người ta họ biết luôn, là nếu như ai họ thương cô thì họ gửi tiền về cho cô. À, cô đọc cái số tài khoản đi. Lê Thị Thanh Xuân. Rồi, Lê Thị Thanh Xuân, rồi. Ngân hàng Đông Á. Đông Á. Dạ, chờ con chút nghe. Số mấy? Số mấy? 01 09 09 05 05 86 01. Nữa rồi đọc tiếp hết chưa? 01 09 05 86 01, đúng không? Đó là số tài khoản của cô Xuân tại Ngân hàng Đông Á. Thì mong mọi người nếu như mà thương cô Xuân thì hãy gửi điện thoại qua gửi cho vào cái số tài khoản đó nha. Cô là Lê Thị Thanh Xuân. Lê Thị Thanh Xuân, trong cái số tài khoản là đứng tên là Lê Thị Thanh Xuân. Lê Thị Thanh Xuân là tất nhiên là số tài khoản Long vừa đọc đấy. Thì mong quý vị hãy giúp đỡ cô bằng cách nào tùy lòng hảo tâm của mỗi người, của ít lòng nhiều san sẻ. Tại vì cô năm nay 70 mấy tuổi rồi. Thì thưa thật với quý vị, hiện nay cô từng hàng ngày phải coi như là đi ra ngoài đường mà bán từng tờ vé số, rất là khổ. Mà đang nuôi em bệnh ngặt nghèo như vậy, bệnh nhập viện từ ngày mùng 7 tháng 1 cho đến hôm nay 14 tháng 2, nhưng mà thở máy, thở bằng oxy đó, nhưng mà vẫn chưa có tỉnh. Thì đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì Long được biết và Long cũng đến muốn là thăm cô và trước hết là động viên cô thôi, chứ còn Long thì không có khả năng nhiều, cũng không giúp đỡ gì nhiều. Thành ra là mong quý vị thương và giúp cho cô trong cái hoàn cảnh và trong cái lúc ngặt nghèo như thế này. Dạ. Thôi cô bình tĩnh, cô đừng khóc thôi. Bây giờ thôi nè, bây giờ mình thay đổi là mình khóc. Mình là nghệ sĩ mà. Bây giờ con hỏi thiệt cô nha. Cô giờ cô có thể cô hát thử được câu được không? Không nổi hả? Tưởng có hát nổi, hát tặng cho khán giả câu, giờ hát không nổi hả? Ráng được không? Hát một câu thôi. Vậy biết đâu rồi khán giả thương cô thì lại nó khác đi ha. Thôi kệ, mình cứ sống, mình lạc quan, mình yêu đời và mình tin tưởng ở phía trước có nhiều tương lai, có nhiều cái điều mà rộng mở đang chờ đón mình. Cô nói thật với cô, khán giả không thương chứ khán giả thương người cho chừng 30 ngàn một ổ bánh mì, một tô phở ăn sáng của họ,
họ nhìn ăn một tô phở thôi, hay hoặc họ nhìn, nếu đàn ông hay là thanh niên gì đó thì nhìn uống một lon bia thôi, thì nó thật với cô rằng là sẽ cuộc sống cô nó cũng khá hơn. À, tôi con hy vọng vậy, nói vậy chứ đôi khi rằng là mình cũng biết đâu là ơn trên sẽ coi như là phù hộ cô ha. Bây giờ cô lạc quan đi, cô ca thử cậu coi. À, ca đại không nổi thôi, mình già rồi mà ai trách 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 gì mình. Hồi xưa mình là một cô đào chánh cũng nghiêng thùng đổ nước ấy chứ hen. Quý vị bây giờ quý vị hãy nghe cô Xuân ca tặng cho quý vị một câu nha. À, bất cứ trong cái lớp nào hay đoạn nào mà cô thuộc thì cô hát một câu cũng được tặng quý vị khán giả thôi. À. Cho nên Xuân cũng cố gắng hát mà. Nếu có gì sơ xuất thì Xuân tha lỗi. Dạ, yeah, cô hát nó lớn đi ha, cô nói lớn đi. Là dần trăng cô đơn giữa đại dương đang cuồn sôi sóng bào, là con thuyền tình không bên đổ, là chìm đơn lạc nỗi đêm dài. Nửa đêm nay từ tà giới ở nhau rồi, người ra đi mang theo nhiều kỷ niệm, em quay về với trong trại cô đơn. Và chợt hiểu tình yêu như hơi thở dâng xa khoảnh khắc mà sau ngàn năm, rồi như chập chờn như mộng mị, với nỗi nhớ niềm thương bấn loạn tâm hồn. Ồ, hay quá cô ơi. Công nhận cô 70 mấy tuổi mà cô ca nó thật. Cái giọng cô cũng còn, con nghe giống như đâu đó mới có 40 mấy 50 à. Thật sự hồi nãy con nói chuyện với cô trên điện thoại là con nghe cái giọng cô trẻ lắm. Con xưng cô bằng em, mà con bằng em, mà cô bằng cô nhớ, bằng chị, cô nhớ không? Nhưng mà bây giờ con vô đây thì con không thể mà nói như vậy thì đó, nó cũng hơi kỳ quá. Thì thôi con bằng thấy con kêu cô bằng cô. À, tại vì cô cũng lớn rồi. À, thì thưa với quý vị, đây là một nghệ sĩ rất là chân chính, hát từ thời xưa đến giờ, hát từ thời với chú chú Phương Bình nè, hát với Vũ Minh Dương nè, rồi hát với chú Thành Được nè, vân vân, hát với những tầng lớp mà nghệ sĩ nổi tiếng ngày xưa, nhưng bây giờ về già thì có những hoàn cảnh rất là đặc biệt, rất là khó khăn. À, thì thôi bây giờ nghe con đến đây con mới biết rằng là cô có người em bệnh như vậy, đúng không? Thì con cũng nói thật với cô rằng là theo cái tiêu chí con thì con muốn coi như rằng là Xuân đi thăm đầu Xuân, thì với cái của ít lòng nhiều là mỗi người là 1 triệu với bao gạo 20 ký, nhưng mà nghe hoàn cảnh như vậy thì con xin bằng phép gửi thêm cô 1 triệu nữa cho cô em gái, thì để cho cô em gái mua sữa gì đó cho cô mua cho cổ. À, cô uống ly sữa với con cho nó có tình có nghĩa thôi cô ha. Vâng, dạ, chứ còn con thì không nhiều, nhưng mà co qua cái video clip này thì con sẽ tin tưởng rằng là mọi người sẽ yêu quý cô và có thể động lòng có thể ơn trên động lòng mọi người, và mọi người có thể rằng có số điện thoại nè, thậm chí là có luôn số tài khoản của cô, thì họ sẽ giúp cô bằng cách nào đó. Chứ còn Nguyễn Đức Long không có phải là đứng ra để quyên góp từ thiện nha quý vị. Quý vị nhớ dùm cho Nguyễn Đức Long. Đức Long chỉ là một cái cầu nối đi thăm nghệ sĩ. Đây là cái không phải là gọi là trách nhiệm của Long, mà đây là cái tình yêu thương giữa nghệ sĩ thế hệ trước và thế hệ sau. Long là thế hệ sau đi thăm những người thế hệ trước. Trong cái dịp đầu xuân như thế này thì Long nghe hoàn cảnh như vậy thì Long cũng nói lên cái sự thật này để làm cái cầu nối. Nếu quý vị có ai nhã lòng làm thiện nguyện thì hãy đến với cô Thanh Xuân một lần để giúp đỡ cô, dù ít dù nhiều, dù là 30 ngàn, 50 ngàn, một tô phở thôi quý vị, hay là một lon bia cũng được, mình nhín lại để mình giúp đời giúp người. Cái đó là có phước, thì Long cũng muốn chia sẻ như vậy, chứ Long không đứng ra kêu gọi từ thiện, và Long cũng không cho số điện thoại của Long và cũng không cho số tài khoản của Long nha. Long chỉ cho số tài khoản của cô Xuân và số điện thoại cô Xuân. Ai muốn gặp trực tiếp giúp đỡ cô Xuân cứ điện thoại cho cô Xuân, và số tài khoản cô Xuân cứ chuyển vào cho 50, 30, 100, 200, đó là lòng hảo tâm của quý vị. Thì thôi đến đây Nguyễn Đức Long cũng thành thật cảm ơn cô rất nhiều đã gặp cô, và cô còn mạnh khỏe, còn tiếp con ra tặng ngồi đầu đường đón con.
À, vào một cái hẻm rất là dài ngoằn ngoèo như thế này mà cô đi rất từng bước rất là chậm rãi, thấy cô rất là thương. Con nói thật với cô rằng là nếu như mà giờ con hỏi cái việc này xíu tế nhị, nếu như mà có người đưa cô về nuôi cô không cần phải đi bán vé số nữa và lo cho cô có người nấu cơm cô ăn hàng ngày nè, giặt quần giặt áo cho cô hàng ngày, thì cô chỉ ăn ở nhà và nếu cô bệnh đau thì có bác sĩ thăm khám cô, thì cô có đồng ý không? Con còn đi tới đi lui được, con đi bán. Bán để kiếm tiền phải không? À, mà kiếm tiền đi chị, già rồi kiếm tiền chi nữa. Vậy bây giờ có người họ lo cho cô thì thôi chứ cô lo gì nữa. Nên đến khi cô mất, cô qua đời, cô trăm tuổi, cô muốn nằm ở đâu hay cô muốn thiêu đưa về chùa nào thì người ta sẽ làm đúng theo cái nguyện vọng của cô vậy. Cô đồng ý không? Không đồng ý. Cô muốn tự mình thoải mái đi mua bán. Cô muốn tự mình thoải mái đi mua bán. Đó là cái ý chí và nghị lực của một người nghệ sĩ. Cô cũng muốn là cô tự do, chứ cô không muốn nhờ vả người khác. Chứ nếu cô muốn, cô mà thật sự cô muốn thì tất nhiên con sẽ giúp cô được cái điều đó. Nhưng mà tiếc thay là cô là từ chối. Thì con cũng không biết nói gì hơn. Thôi trước hết là đầu năm đến chúc cô một lần nữa xin chúc cô bình an, sức khỏe, và cô tiếp tục kệ nó, thôi mình cứ sống như vậy rồi biết đâu trời Phật thương, rồi ông bà thương, rồi khán giả thương thì mình sẽ đỡ hơn cô nha. Rồi thôi đến đây Nguyễn Đức Long xin tạm biệt cô và chúc quý vị xem một cái clip đầy ý nghĩa và đầy tình người, thì chúng ta cần phải hành động bằng những cái gì theo trái tim mình mách bảo. Nguyễn Đức Long xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào. Chào đi cô, chào khán giả. Chào khán giả. Cảm ơn Long. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhé.